Xin chào quý anh chị đang đến với Yomart. Thì ngày hôm nay thì Ý An sẽ giới thiệu quý anh chị một bộ sản phẩm hũ đựng gia vị cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Ý An sẽ cho gia vị vào bên trong để mọi người có thể hình dung rõ hơn về các công dụng và chức năng của bộ sản phẩm này quý vị nhé. Và đây chính là bộ sản phẩm được gọi là trợ thủ đắc lực trong mọi gia đình của bếp Việt. Đầu tiên thì Ý An sẽ giới thiệu mọi người về chất liệu của bộ sản phẩm này trước ha. Chất liệu của bộ sản phẩm này đó chính là 100% thủy tinh. Với thủy tinh thì mọi người có thể phân biệt các loại gia vị một cách rất là rõ ràng như thế này, đúng không ạ? Như mọi người đang nhìn thấy. Và ưu điểm thứ hai mà Ý An muốn giới thiệu mọi người về bộ sản phẩm này đó chính là về thiết kế. Nhìn rất là sang trọng và làm cho căn bếp của chúng ta đẹp hơn hẳn, đúng không ạ? Về hai chai lớn này thì dung tích là 500ml. Chính vì vậy quý vị sẽ đựng được rất là nhiều gia vị ở bên trong này. Bên cạnh đó thì với chai lớn này chúng ta sẽ có một nắp bật rất là thông minh ở đây. Với một thao tác đơn giản là nắp của chúng ta đã mở ra. Và với cái chiếc vòi cấu tạo thông minh này đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều tiết được cái lưu lượng sản phẩm mà khi mà chúng ta đổ ra như thế này. Sẽ không gây tràn hay là quá nhiều như những loại sản phẩm thông dụng quý vị ha. Đó chính là ưu điểm lớn của hai chai lớn của chúng ta ha. Và về ba chai nhỏ này đó thì sẽ có hai điều mà khiến cho quý vị rất là thích thú đây. Thứ nhất đó chính là nắp của chúng ta kết hợp luôn cả với muỗng. Và với chiếc muỗng này thì cũng đã thiết kế rất là vừa phải khi mà chúng ta múc gia vị lên như thế này đó. Nó sẽ vừa phải với cái lượng gia vị mà chúng ta mong muốn ha. Điểm thứ hai ở cái hộp nhỏ này đó chính là với cái dây ron bằng nhựa này đó, nó sẽ giúp cho nắp và hộp có thể khít chặt 100% như thế này, hạn chế tối đa việc vi khuẩn xâm nhập hoặc là gây ẩm mốc, gây hư hại với gia vị của chúng ta ha. Và bộ sản phẩm này với 50 khách hàng duy nhất đặt hàng ngày hôm nay chỉ còn có 299.000 thôi. Và khi chúng ta mua hai bộ sản phẩm chỉ còn có 499.000 sẽ được miễn phí ship tận nhà và kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu có bất cứ lỗi gì đến từ nhà sản xuất thì quý vị sẽ được một đổi một trong vòng 100 ngày và bảo hành trong vòng 1 năm. Hãy để ngay số điện thoại bên dưới để đặt ngay bộ sản phẩm ưu việt này quý vị nhé.